nghĩ. Thế Đúng. thì anh có chia sẻ là cái việc trước đây chúng ta đều biết và chúng ta kết hợp luôn với clip của một cái vị giáo sư đó, người ta có nói về cái vấn đề phát triển của Việt Nam. Thì bản thân em thì ít tuổi hơn anh, thế nhưng em cũng đã sống trong cái giai đoạn bao cấp đó, và em cũng trưởng thành rồi. Để em cảm nhận được, nếu mà chính xác, Việt Nam chúng ta bình thường hóa quan hệ với Mỹ là năm 1995. Thế nhưng mà nếu mà thực sự anh như anh chia sẻ đó, thực sự mà chúng ta bắt đầu bước vào cái công cuộc phát triển, thì theo em nghĩ, cá nhân em thì nhận thì khoảng từ năm 2000 trở lại đây thôi. Đúng Thực sự bước vào con đường phát triển đó, có nghĩa là khi mà chúng ta đúng tham gia vào hội nhập quốc tế, kinh tế quốc tế, chúng ta gia nhập các cái tổ chức như WTO, rồi chúng ta ký kết được các cái hiệp định thương mại EVFTA, rồi các thứ đấy, tự do thương mại đấy, đúng vân rồi vân cả. đúng Thì lúc đó chúng ta mới như ngày hôm nay cũng vậy, đúng không ạ? Chúng ta đã xuất khẩu được gì? Đầu tiên là xe này, đúng không? Đấy. Thứ hai là các cái mặt hàng về công nghiệp như cà phê, ca cao, cao su này, đúng không ạ? Các loại cây công nghiệp, Đúng rồi. rồi các cái loại thực phẩm về như là hải sản này, đúng không? Rồi là các cái loại khác, ví dụ như là bưởi này, đúng không? Cam này, các kiểu đấy, chung quy là các cái mặt hàng nông sản nữa. Thì lúc đó chúng ta mới phát triển. Thế thì để mà đánh giá, thì anh đánh giá anh đánh giá thế nào? Anh đánh giá thế nào về cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cũng như là cái việc mà đất nước chúng ta phát triển như ngày hôm nay, có phải là chúng ta cứ tự muốn ai phát triển phát triển, chúng ta không cần vai trò của Đảng, cũng không cần vai trò của nhà nước trong vấn đề đó hay không? Thì theo anh nghĩ là như thế nào? Cái này thì anh nói luôn là ba anh là bố anh là cộng sản, là đảng viên đấy. Thì anh chỉ nghĩ là này, nói chung là từ cái ngày như em nói là bắt đầu từ năm 2000 đến đây, thì nói chung là Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, là họ luôn luôn phải, mình cứ gọi là tìm những cái tốt nhất, làm sao để tốt nhất cho người dân, một thể chế nào thế thôi. Nếu mà họ không không làm được cái việc đó thì làm sao mà người dân mình gọi là có sự đại đa số được. Tại vì mình nghĩ là này, mình họ cứ nói là Việt Nam không có nọ kia, là một cái tù nhân lương tâm mà không có tiếng nói này nọ, nhưng mà theo mình ấy, một cái thể chế mà nó chỉ có mấy trăm người thì nó là một con số mà để thể hiện cho rằng là đất nước Việt Nam là phải đại đa số là người dân họ đồng tình và tán thành cái sự vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là cái con số mà mình chỉ nói với bạn là như vậy thôi. Bạn có hiểu ý mình nói Anh nói cụ thể hơn một tí Ý, đi ạ. ở đây là khách mời đặt câu hỏi rất là cụ thể, cá nhân bạn đó, bạn cảm thấy như thế nào? Còn là những cái chuyện mà những người khác hay là cái khảo sát gì đó thì chúng ta bỏ qua, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chia làm Cá hai cái nhân giờ, mình thì chúng ta cá chia nhân sẻ với nhau mình thôi thì theo đó. mình tìm hiểu cái này không biết có đúng không bạn quê loại nhá. Dạ. Tức là từ năm 1945 đi, từ mà mình gọi là bắt đầu tính ra gọi là khai sinh nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là Việt Nam có đa đảng và kéo dài cho đến năm 1988, thì mình thấy có hai cái đảng, đó là Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội, họ tự tuyên bố giải thể. Thì đương nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhận vai trò trách nhiệm về mình. Thì lúc đó là cái chuyện mà chỉ có một đảng lãnh đạo duy nhất thì theo mình nó cũng là hợp lý, không có gì cả. Tức là chuyện rất là bình thường, đúng không? Thì sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bắt đầu từ gọi là một mình, gọi là một đảng đi, từ năm 1988 đến nay, thì đương nhiên là họ làm tất cả những cái gì mà tốt nhất, là mình cảm nhận được như thế thôi. Tức là quan hệ đối tác đối với nước ngoài là họ vẫn mở rộng ra này, về quan hệ với tất cả các nước trên thế giới để tham gia những cái cố gắng đàm thoại rồi thương lượng để gia nhập những cái tổ chức về thương mại rồi tổ chức về nhân quyền quốc tế. Tóm lại là họ hòa nhập với quốc tế ở một cái dạng là mức độ tối đa nhất. Còn trừ những cái trường hợp mà những quốc gia mà mình không quan hệ, đấy là cái gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà đại đa số tôi thấy bây giờ là ngày vì tại vì cái thời năm 1989 88 thì tôi cũng đã từng ở Cộng hòa Séc 4 năm, cho đến năm 92 tôi về nước. Thì từ ngày đó đến đây thì tôi thấy nói chung là Việt Nam quan hệ hết tất cả với các nước. Thì tại sao bây giờ họ cứ nói là thế giới này chống cộng sản với lại
đại khái là họ nó cứ nói là quốc tế là họ họ cái thế giới này họ chung tay để chống cộng sản, thì mình chỉ thấy hơi lạ chỗ là tại sao cái đảng cộng sản Việt Nam này họ vẫn đi quan hệ tất cả với các nước, kể cả tư bản hay là cộng sản, họ đều quan hệ tất để làm sao tìm ra những cái đối tác để làm ăn, ví dụ như những cái tổ tiền bộ thương mại sao? Khi mà đi tháp tùng tất cả các nước có trên thế giới thì họ tìm những cái cách mà để làm sao tiêu thụ được những cái hàng hóa của Việt Nam, hoặc là ký kết để sao họ cho họ đầu tư vào Việt Nam một cách là gọi là thuận lợi nhất, để cho người ở dân ở trong nước là có công ăn việc làm để phát triển kinh tế, để nâng cao đời sống cho tất cả mọi người. Thì cái đó là tôi nhìn trông thấy nó là như vậy. Vâng. Ok. Theo như anh chia sẻ thì em có thể hiểu và tóm gọn lại như thế này, có nghĩa là không biết là có đúng ý của anh hay không, nhưng em có thể Bạn 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 tóm cũng gọn nói lại. đi. Cũng giống như anh nói đúng không ạ, là trước đây thì Việt Nam chúng ta cũng đã từng có đa đảng rồi, thế nhưng mà thông qua cái cuộc đúng không ạ, cái cuộc công cuộc đấu tranh, cái công cuộc đấu tranh giành độc lập giải phóng dân tộc, thì các cái tổ chức đảng khác người ta nhận ra được là gì? Một là cái vai trò sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản. Thứ hai là gì? Thứ hai là cái đại đoàn kết toàn dân tộc, giống như cái tư tưởng của Bác Hồ đấy, thì mới phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc chúng ta. Thì người ta đã tự nguyện đúng không ạ? Người ta giải thể và người ta thực hiện cái việc là gia nhập vào Đảng Cộng sản và cùng với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tham gia chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để mà giành độc lập cho dân tộc. Đó là cái giai đoạn lịch sử năm 1945. Còn sau này thì với cái việc mà đất nước chúng ta mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thì với cái sứ mệnh lịch sử của mình thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã phát huy tối đa cái vị trí vai trò, đó là gì? Đó là phát triển. Đầu tiên là chúng ta phải khẳng định là xây dựng cái nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa đó, của dân do dân và vì dân. Đúng Đúng ạ, rồi, cái ổn định điều đó rất chính thể hiện. trị. Đúng rồi. Cái đầu trong cái ý của anh là chia sẻ là như vậy. Cái thứ hai nữa là gì? Đất nước chúng ta có ổn định thì chúng ta mới phát triển được kinh tế. Đúng ạ. Đúng rồi. Và bất kỳ một quốc gia nào thì người ta cũng sẽ có một cái đường đi riêng của mình. Thế nhưng đối với Việt Nam chúng ta, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã khẳng định rất là rõ, đó là Việt Nam chúng ta là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, đúng không ạ? Thì chúng ta hiện nay chúng ta đã có quan hệ với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới này. Thì cái điều đó là cũng như anh chia sẻ, đó là những cái vị trí vai trò của Đảng Cộng sản đã được khẳng định và chứng minh qua cái giai đoạn lịch sử rất rõ Các ràng thời mấy chục kỳ năm nay, đúng không ạ? Đúng không ạ? đúng rồi. Đó thì hiện nay thì những cái thành phần mà trước đây anh đã từng tin theo thì người ta vẫn nói rằng là các nước khác người ta không chơi với cộng sản rồi vân vân và vân vân cả, và người ta đủ tìm đủ mọi cách, người ta nói này nói kia. Thế nhưng mà chúng Đúng ta rồi. có thể nhận thấy rất là rõ là trong cái giai đoạn hiện nay, không riêng gì Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cũng đang muốn Việt Nam chúng ta là nâng tầm quan hệ từ đối tác chiến lược lên đối tác toàn diện mà, đúng không ạ? Thì các quốc gia Đúng khác rồi. cũng thế, và đặc biệt là chúng ta theo dõi, chúng ta sẽ thấy đó là vừa rồi thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đúng không ạ, cũng sang Mỹ rồi là cũng đi tham gia các cái hội nghị như CPO 26, 27 vân vân cả, rồi vừa rồi thì cũng Thủ tướng Đức rồi New Zealand các thứ thì cũng sang thăm Việt Nam rồi, và vừa rồi đây thì Thủ tướng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì cũng sang thăm Thái Lan rồi các kiểu, rồi cũng đang ở Hàn Quốc đúng không ạ. Và đợt tới này là theo lời mời của các quốc gia thì Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đi thăm một số nước châu Âu và EU gì đấy đúng không ạ? Thì cái đó, điều đó chúng ta khẳng định rất là rõ là các cái nước đó người ta cũng có một cái nhận định rất là rõ ràng trong cái mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam chúng ta, thì người ta mới mời đúng không ạ? Chứ không như những thành phần kia nó nói là thì các nước người ta không chơi, nếu như người ta không chơi thì sao người ta lại mời Việt Nam chúng ta sang thăm đúng không ạ? Đúng Và rồi, ở đây đúng là rồi. chúng ta khẳng định rất là rõ một điều, đó là trong cái quan hệ như một số đối tượng nó hay nói là gì, Việt Nam chúng ta là phải theo Mỹ, phải chơi với Mỹ thì Việt Nam chúng ta mới phát triển. Có hai vấn đề trong này. Thứ nhất,
trước đây ngụy Việt Nam Cộng Hòa có theo Mỹ không? Không những theo mà theo hoàn toàn, giống như anh vừa rồi vừa chia sẻ, đúng không ạ? Đó là thì một người làm cái gì đấy, một người làm cả gia đình đấy, thì cái tiền đấy ở đâu ra, đúng không? Đó là gì? Ngay kể cả là nguyên tổng thống của ngụy Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã trả lời phỏng vấn năm 1995 hay 96 em không nhớ. Thế nhưng ông ta đã khẳng định là gì? Là chúng ta bị nô lệ viện trợ của Mỹ. Đúng không? Thế thì gì? Thế thì ngày hôm nay người dân chúng ta, đất nước chúng ta đang ổn định này, người dân chúng ta đang phát triển này, có ai cấm anh làm việc gì mà ấy đâu? Các anh bây giờ các anh cứ làm ăn, đúng không? Các anh phát triển kinh tế, các anh không buôn gian bán lận, các anh không là tội phạm ma túy, các anh không là tội phạm trộm cắp lừa đảo vân vân, thì có ai cấm anh cái gì đâu? Đúng rồi. Và pháp luật Việt Nam không cấm các anh phát huy quyền tự do dân chủ của mình. Bởi vì sao? Bởi vì anh đang lên trên không gian mạng này, đúng không ạ? Anh hay là ở ngoài xã hội, anh có quyền phát biểu những cái ý kiến. Ví dụ anh bảo ok, tôi hôm nay tôi cáo ông này ông kia là tham ô tham nhũng, thì anh trưng ra những cái bằng chứng là tham ô tham nhũng, thì từ đó cơ quan chức năng người ta vào cuộc, người ta xử lý. Chứ không thể là anh nói một cách vu vơ, anh muốn nói cái gì anh nói, thì anh bảo ngày hôm nay anh bảo là à, cái thằng em quê lụa này nó vay tôi 2 tỷ nó không trả, đấy nó không được, đó là sai rồi. Đúng không? Và cụ thể nhất để cái minh chứng cho chúng ta thấy đó là cái vấn đề Vương Phạm và Phin Đồng ở Canada. Được chưa ạ? Đó là cái minh chứng rõ nhất để cho chúng ta thấy được là thực tế những cái lời tuyên truyền nó đúng hay sai. Và tự do nó nằm ở chỗ nào? Chứ không phải là anh tự do là anh muốn nói gì cũng được. Cái điều đó theo em nghĩ là nó không đúng. Tự do trong khuôn khổ thế, quốc gia nào dạ, đấy. Tự do được trong khuôn khổ pháp luật hết chứ. Thế thì Việt Nam chúng ta hiện nay có quan hệ với Mỹ không? Có chứ, chúng ta vẫn quan hệ với Mỹ, chúng ta vẫn chơi với Mỹ, chúng ta đang là đối tác chiến lược, đúng không? Đối tác của Mỹ mà, đâu phải là chúng ta không chơi với Mỹ đâu, chúng ta chơi với Mỹ từ lâu rồi, từ năm 1995 rồi. Và trước đó chúng ta chơi với Mỹ để gì? Để xóa bỏ cấm vận rồi, đúng không ạ? Và chúng ta có chơi với các nước khác không? Hàn Quốc có, Triều Tiên có, Nhật Bản có, Trung Quốc có, Philippines có, nghĩa là 200 quốc gia và vùng lãnh thổ chúng ta đều là bạn của các quốc gia đó. Thế tại sao lại nói chúng ta không chơi mà chúng ta chơi ấy, là chúng ta giàu có hay không? Nó phải xuất phát từ nội tại quốc gia mình và xuất phát từ cái gốc đó là gì? Người dân Việt Nam mình. Chứ không phải như trước đây là chúng ta nô lệ hoàn toàn viện trợ của Mỹ. Thì đến khi người ta chỉ cần gì ạ? Người ta chỉ cần người ta cắt viện trợ phát thôi là gì ạ? Nó tắt thở, là tèo tắt thở, đúng không ạ? Đấy là tắt thở. Thế thì như vậy thì để có nghĩa là em kết hợp giữa cái ý kiến của em và ý kiến của anh để chúng ta khẳng định một cái điều đó là gì? Chúng ta nhìn sang một số nước hiện nay thôi, Myanmar này, đúng không? Thái Lan này, đấy miền Nam Thái Lan bây giờ đó, đấy rồi là hay đơn giản như Ukraine hiện nay thôi. Thế thì một cái đất nước mà nó cứ tang hoang, nó suốt ngày nó bom rơi đạn lạc như vậy đó, thì người dân có phát triển được không? Lấy đâu mà phát triển? Ai dám đầu tư kinh doanh vào đây, đúng không ạ? Thế bất thì ngày hôm nay chị đấy, thì Việt Nam chúng ta ngày hôm nay như này có dám đầu tư đấy, đất nước chúng ta hiện nay đang yên ổn bình yên như thế này, người dân đang tự do phát triển kinh tế, anh muốn làm gì anh làm, miễn đừng vi phạm pháp luật. Thế thì cái điều đó nó có tuyệt vời không? Theo anh nghĩ là nó có tuyệt vời không? Mặc dù chúng ta chưa giàu có hơn ai, đúng không ạ? Chúng ta tóm lại là nhìn lên thì chúng ta có thể nói là chưa bằng ai, thế nhưng nhìn xuống thì cũng ít ai bằng mình. Đấy thì chúng ta đang trong cái giai đoạn là gì? Chúng ta phát triển. Như một vị giáo sư gì đó người ta có phân tích, đúng không ạ? Chỉ có 20 mấy năm, 30 năm gì đó, ông ấy nói 40 năm, nhưng em nghĩ chỉ khoảng 22 năm nay thôi, thì Việt Nam chúng ta đã làm được những cái điều mà nhiều quốc gia người ta cũng nhìn vào, người ta cũng muốn được cái điều đó chứ, đúng không ạ? Thế thì tại sao ngày hôm nay lại có một vài thành phần nó lại chuyên đi lấy những cái thông tin của báo chí Việt Nam, nó xào xáo rồi bắt đầu nó đi, nó bịa đặt, nó bảo là à cái vụ này là trùng cuối là ai, xong rồi đợt tới này là thế này thế kia, rồi là vân vân vân, rồi thông tin tình báo Hoa Nam bắt đầu nó đi, nó gây chia rẽ. Theo anh như vậy đó, những cái thành phần như vậy đó, thì có đáng để chúng ta tin tưởng, có đáng để chúng ta tôn trọng, có đáng để chúng ta coi người ta là gì ạ? Là những người mà là người con xa tổ quốc, theo anh nghĩ đó. Tôi thì tôi nghĩ thế này này, nói chung mình cứ gọi là thế lực thù địch, nhưng mà tôi gọi hẳn luôn là cái bọn mà ba sọc, tức là gọi là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa sau 47 năm rồi.
Bây giờ bạn cứ quan sát này, tất cả những cái diễn đàn rồi những cái tổ chức ở Mỹ các thứ, cái mục tiêu của nó cuối cùng là gì? Là nó lật đổ và xóa bỏ, phủ nhận cái vai trò của cái Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo. Cho nên đối với tôi ấy, là tôi lên mạng Facebook này cũng từ năm 2016 17, nhưng mà tới bây giờ 2 năm nay, 3 năm nay tôi tỉnh ra vấn đề đấy rồi, thì cái mà tôi cần làm là gì? Là tôi đi tìm những cái nhân vật cụ thể, lên len lỏi lên những cái diễn đàn Facebook này để tôi gặp họ và tôi phản biện lại họ, tức là tôi lột mặt nạ họ ra, là tụi bay á, mặc dù miệng là ra giả là gì, cất tiếng nói để cho quê hương Việt Nam thay đổi, cho Việt Nam tốt hơn, nhưng mà cái dã tâm của họ không phải là như vậy, mà chính họ là gì, cái sự hận thù của họ sau 47 năm rồi, bây giờ họ vẫn khơi ra để họ kích động vào những cái người thiếu hiểu biết. Còn tôi là người đã hiểu rồi thì họ không lòe được tôi rồi, nhưng mà họ lợi dụng vào những cái cá nhân mà còn mới ngơ ngơ lên mạng để họ giật dây, mới gọi là kích động để làm bất ổn chính trị. Đấy là cái điều mà tôi nói với bạn là như vậy. Ok. Vâng, thì qua ngày hôm nay chia sẻ thì em rất là cảm ơn anh, bởi vì em với Không có anh gì. thì lần đầu tiên Đi. tương tác. Dạ, lần đầu tiên tương tác thì dĩ nhiên là cái em thì em đầu tiên thì em cũng cảm thấy rất là vui. Thứ hai nữa là qua cái chia sẻ của anh á, em nhận thấy được là gì, đó là thông qua một cuộc chơi, đúng không ạ? Thông qua một cuộc chơi thì chúng ta mới biết được mục đích thực sự của những cái thành phần đó Đúng là như thế nào. Đấy thì đúng chúng ta thấy rất là rõ. À, trước khi thì em chào anh thì em có một câu hỏi cuối cùng thôi. ok. À, đây là chúng ta ví dụ thôi nhá. Ừ. Theo như anh nghĩ, nếu như người ta thực hiện được cái ý đồ, cái dã tâm đó là lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam chúng ta, thì người ta sẽ đối xử với lại người dân trong nước như thế nào? Và có phải người ta sẽ trở thành những người lãnh đạo không, hay là một thế lực khác, cụ thể ở đây là các cái thế lực nước ngoài? Mình thì mình nghĩ thế này, nếu mà gọi là họ có ý tưởng mà để lật đổ xóa bỏ thì mình nghĩ là họ không bao giờ thực hiện được. Bằng chứng là 47 năm rồi, bây giờ mình quan sát trên cộng đồng mạng các tổ chức nó đều gọi là vào cái trạng thái là rệu rạo rồi, thì lanh tanh bành, tức là về cái gọi là mình là nồi cháo heo, có nghĩa là nó không còn cái mục tiêu nào mà nó gọi là mang tính chất là chung một cái mục đích, hay còn gọi là sự đoàn kết, mình cứ nói cho nó dễ hiểu đi, là bây giờ nó mình chả thấy nó đâu vào đâu nữa, các tổ chức đều tan đàn xẻ nghé hết rồi, những cái người mà họ gọi là chống cộng mãnh liệt thì bây giờ họ cũng vào cái tuổi người ta gọi là gần đất xa trời, nói thì phều phào, đi thì chống gậy, chả còn cái gì, nhưng mà chẳng qua họ giật dây còn vài số người, tức là những cái con cháu của họ vẫn còn nuôi cái hy vọng ấy, nhưng mà cái số lượng này mình thấy nó ít lắm, nó không đáng kể là bao so với độ chục năm về trước. Đấy là cái con mắt của mình nhận là như thế. Thứ hai nữa là mình đánh giá rằng nếu giả thiết đó nhé, họ mà có quay lại lần nữa thì họ còn ác hơn cả người cộng sản, tại vì bằng chứng mình thấy như là lúc nào họ cũng hù như là những cái thằng bò đỏ hay là những cái người nào đó đưa mặt ra, sau này mà gió đổi chiều thì sẽ thế nọ sẽ thế kia, có nghĩa là mình nghĩ rằng họ chưa đủ nghề, họ đã đe hàng tặng rồi, cho nên là mình cũng rất ghét những cái loại như thế, thậm chí mình gặp cái là họ mình chửi họ luôn, vì mình không kiềm chế được cái điều này, tại vì mình cho rằng là nếu mà họ nói nhân văn nhân bản thì họ không bao giờ đưa ra những cái câu như này, hiểu ý mình không? Dạ, em hiểu. Đấy là đại đa À, số mình đã tiếp xúc với những người thế này cực là đoan, những người cực chung với khách mời. đoan. Trước tiên là cũng rất cảm ơn cái sự chia sẻ, nó rất sát và nó đúng câu chuyện của chung. Còn vấn đề của khách mời trả lời á, thì mình xin hỏi như thế này. Thì vì hồi nãy giờ cũng rất nhiều người thắc mắc là vì sao là bạn có thay đổi ánh nhìn đi nha, nhưng mình không nói quay xe quay đầu. Thì qua cái câu chuyện bạn vừa chia sẻ đó, thì cái điều đầu tiên thì có phải là do bạn nhìn ra là họ bát nháo, họ phều phào, họ thế này thế nọ, và nó nói tóm lại là bạn cảm thấy họ có cái gì đó nó suy yếu, là đã khiến bạn cảm thấy bạn thay đổi quan điểm hay là quay xe quay đầu.
Còn cái thứ hai, cái câu bạn dùng á, thì có một đoạn á, thì mình không đồng tình. Cụ thể bạn nói là với suy nghĩ của bạn á, thì nếu mà ví dụ trong trường hợp ví dụ của Trung á, là nếu mà họ lật đổ Đảng Cộng sản thì họ sẽ như thế nào với người dân? Bạn dùng một cái câu là đối với góc nhìn của bạn á, họ sẽ ác hơn Cộng sản gì đó, thì mình không đồng tình. Cụ thể không đồng tình như thế nào? Bởi Đó là vì đúng đấy. không đồng tình như thế này, nếu gặp ngược lại á, là những thành phần bên kia á, nó sẽ chụp vào điều này, nó sẽ cho rằng à là chính bạn đang thừa nhận Cộng sản là ác với dân, đúng không? Bởi vì cái góc nhìn của bạn là à, nếu mà tụi kia nó loại nó sẽ ác hơn, thì ở đây nó cũng là cùng một cái tính chất mà chỉ là nó Tại khác ở tại cấp vì này độ nhá, thôi. rồi ok bạn nói xong đi mình À, đó đâm ra cái đoạn đó mình cảm thấy mình không đồng tình với bạn cái đoạn đó. ok. Tại vì mình cứ hay nghe họ nói luận điệu là hay họ hay dùng cái từ là cộng sản ác, hèn với giặc, ác với dân, và họ nói rằng là muốn thắng cộng sản thì họ phải ác hơn cộng sản. Chính vì cái câu này cho nên mình mới nói như vậy. Bạn hiểu ý mình không? Còn Mình nếu đúng, mà họ mình không đồng nói ý với bạn, thì mình chỉ lưu ý là nè, ở đây tức là qua cái vấn đề bạn chia sẻ đó, thì bạn thấy là bạn đang 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 dính vào cái con đường là do cái bọn bên kia nó đưa ra không? Đó là gì? Là bạn nói theo rồi. Bạn nói theo đó thì là cái đoạn đường nó đã dọn ra, là vô hình chung về lâu về dài á, là trong thâm tâm bạn đã thừa nhận cái điều đó. Đây cũng là một cái thủ đoạn rất là bố láo của những thành phần bên kia. Bạn đồng ý với mình ở đoạn này không? thì đúng rồi. Bởi vì á, chúng ta phải thừa nhận thẳng thắn với nhau, nói về lịch sử từ ngày xưa, ví dụ là có thể là học hoặc xem phim xem ảnh gì đó, không có một cái chế độ nào mà ác với dân mà nó tồn tại được, đúng không? Bởi vì sao? Đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân, cho nên nếu mà cái chế độ nào mà họ không thương dân, họ không chăm lo cho dân, thì trước sau gì họ cũng sẽ bị chính những người dân lật đổ thôi, đúng không ạ? À, cho nên ở đây Đúng rồi, thì trên tinh thần là bạn mới tham gia lần đầu, thì ở đấy đó cái mình góp ý, cái riêng của mình về nhất góc nhìn trí, là như vậy, còn bạn tiếp thu ok như thế đồng nào ý, thì đó là quyền của bạn nha. Đó, ở đây chúng ta rất là ok. rõ ràng với nhau, trao Không, đổi mình thí thì dụ có những chân cái thành đoạn cầu nào thị, đó, nhưng mà các bạn cứ chúng tham gia thoải có những mái, đoạn nào không đó vấn mà đề chúng gì. ta cảm thấy nó chưa Rồi, phù cảm hợp ơn, hay nó không như thế sao, nào đó, thì chúng trong ta những lúc sẽ mà chia sẻ những cái bạn ngôn từ hoặc có gì nó góp ý xây dựng cho nhau. đúng rồi, tại vì mỗi người có một cách nói mà cái quan điểm cá nhân nó khác nhau, nhưng mà bạn tham gia là mình đồng ý ngay, không vấn đề gì. Cái chuyện chỉnh sửa câu từ của mình khi phát ngôn thì nó rất là quan trọng. Ok, Ok, Trung có muốn chia sẻ gì thêm không? dạ thì qua nghe ý kiến của hai anh thì thông qua ngày hôm nay thì chúng ta có một cái chủ đề nó tương đối là hay, và để chúng ta liên tưởng đến cái vấn đề mà chúng ta thường nói là ngụy, đúng không ạ, chửi ngụy, thì chúng ta thấy nó quá bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì ngụy giết ngụy còn có, huống chi là chửi, đúng không Chữ ạ? nguyện Dạ, đấy là thứ nhưng mà nhất. ngạc Bởi nhiên đúng em dẫn chứng hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là trong nhật ký, vấn đề thứ nhất là trong cái nhật ký tháng 3 gãy súng, đúng không ạ? Vì gãy tranh cái vị trí để mà bỏ súng chạy thôi. Đấy, người ta đã bắn chết đi những cái người được cho là từng là đồng đội của người ta. Đó là góc độ thứ nhất. Thứ hai nữa là cái sự kiện năm 1963. Thì ngay cả người mà đang lãnh đạo của người ta lúc đó, đó là gì? Đó là ông Ngô Đình Diệm, thì cũng đã bị ngụy bắn chết trên xe bọc thép M113. Và những cái hình ảnh đó hiện nay nó vẫn đang còn. Đó là cả hai cái yếu tố để mà chúng ta thấy được. Cái để giải thích cho cái để em góp ý thêm chứ không có giải thích về cái ý kiến vừa rồi của anh Tân Nguyễn về cái chỗ mà trước đây chúng nó hay nói hèn với giặc ác với dân. Thì chúng ta thấy một cái điều á, như anh Thưa Quang đã nói, nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam mà người ta ác thì chắc chắn người ta không lãnh đạo được quân và dân Việt Nam, đánh đuổi được thực dân Pháp, đúng không ạ, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ. Đây là chúng ta khẳng định một điều, quân đội thì cũng là quân đội của dân, đúng không ạ, do dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, chứ đâu phải quân đội từ trên trời rơi xuống, đúng không ạ, cũng từ những người dân áo vải cả, đúng không? Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là
hèn với giặc. Nếu chúng ta hèn với giặc thì chúng ta đã không đánh đuổi được ba cái cường quốc mạnh như vậy, đúng không? Đến xâm lược Việt Nam chúng ta. Còn ác hay không ác thì chúng ta nhìn vào ngay cái yếu tố này chúng ta sẽ thấy. Chúng ta nhớ lại sau 30 tháng 4 năm 1975 thì không có người cộng sản nào bắt các anh phải đi. Không có người cộng sản nào dí súng vào đầu, đúng không ạ? Bắt các anh là phải chạy trốn cả. Và đó là các anh tự tuyên truyền nhau, tự bảo nhau thôi. Các anh tự bỏ đi để các anh tìm cái cuộc sống nó vì cái lợi ích cá nhân của các anh, chứ cũng chả vì cái tự do hay cái gì cả, đúng không ạ? Và chúng ta nhớ lại một cái hình ảnh rất là thương tâm. Đó là gì? Đó là cái tướng ngụy Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Loan thì đấy, đúng không ạ? Đấy, dí súng vào đầu một người chiến sĩ cộng sản và bóp cò ngay đấy, ở ông Bày Lém đấy, chiến sĩ cộng sản ngay ở thành đường phố, và đã bị phóng viên nước ngoài người ta chụp lại với hình ảnh nó hiện nay vẫn còn. Nó ác hay không, nó thể hiện cái điều đó. Và ngày hôm nay với cái chính sách đại đoàn kết dân tộc, đúng không ạ, với cái vấn tinh thần là gì, nhân văn đấy, hướng về cội nguồn đấy, phát huy cái tinh thần đoàn kết đại dân tộc, thì lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta cũng đã có một cái chính sách rất là tuyệt vời. Đó là gì? Đó là khẳng định và hướng về cội nguồn đối với những người Việt gốc Việt của chúng ta đang ở nước ngoài, thậm chí là những người trước đây có quan điểm trái chiều, đúng không ạ? Thì lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta, hay đặc biệt là người dân chúng ta, cũng cảm nhận được cái điều đó và cũng đón chào, đúng không ạ? Cũng đón chào rất nhiều người chứ không phải là ít. Thì cái điều đó ngày hôm nay đã được chứng minh qua một cái thời gian rất là dài, cái vị trí vai trò lãnh đạo của đảng là như thế nào. Và để minh chứng thêm, đúng không ạ, để trình bày thêm cái ý kiến của anh Tân Nguyễn, xem là những cái thành phần bên kia người ta nói thế nào là hèn, thế nào là ác, đúng không ạ? Và người ta thường là người ta nói như vậy để người ta gì, người ta bị môi và người ta gán ghép cho cộng sản là ác. Nếu như thực sự cộng sản là ác thì sẽ không có những thành phần chống phá đất nước ngày hôm nay ở Mỹ, Úc, Canada, Mỹ vân vân cả, đúng không ạ? Khi người ta đã hoàn toàn làm chủ đất nước, người ta có công cụ, người ta có phương tiện, người ta có nhân lực, đúng không ạ? Thì chắc chắn người ta sẽ không để cho bất một kỳ ai ra đi, và sẽ không có những chính sách như HO hay là này kia cả, đúng không? Thì cái điều đó chúng ta có thể thấy ngay thế nào là nhân văn, nhân đạo, đúng không ạ? Thế nào là hèn, là ác, nó minh chứng qua các cái dự kiện hình ảnh lịch sử cụ thể rồi. Thì qua ngày hôm nay thì em cũng rất là cảm ơn anh Thương Quang, cảm ơn anh Tân Nguyễn, cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm lắng nghe cái buổi live ngày hôm nay ạ. Ok, thì em cũng cảm ơn chúng rất là nhiều. Thì bạn Tân Nguyễn đã rớt rồi. Thì thôi, thì bây giờ nãy giờ chúng ta chia sẻ với nhau cái dài, đúng không ạ? Dài, và chắc là quan sẽ phép dừng cái live ở đây. Và trước khi kết thúc live thì cũng xin nhắc lại nha, cái từ cầu truyền hình, nhà báo gì đó là mọi người cả kệ cho vui, cho vui, bởi vì phần bên kia, đúng không ạ? Chỉ đơn giản thôi, thấy rất là rõ, chỉ là một cái kênh YouTube kiếm cơm thôi. Rồi lên toàn là những danh sư nghe rất là oai phong lẫm liệt, rất là oai phong lẫm liệt. Nào là cầu truyền hình, nào là nhà báo, nào là luật sư, rồi nào là chuyên gia thế này thế nọ, nghe nó đào to vũ lớn quá, thấy không? Ok bạn Tân Nguyễn, cảm ơn bạn. Thì hẹn gặp lại bạn. Bây giờ mọi người trong đây mới vui cả khè nha. Tại chúng ta nắm rõ thôi. Và bạn quan xin nhắc lại, thì đây chúng ta chỉ là đơn giản những người dân với nhau, lên chia sẻ cái gì hiểu biết, và để từ mọi người đúc kết ra cái góc nhìn cho riêng mình. Chứ chúng ta chẳng là ai cả, và cũng chẳng là gì cả ở trên cái không gian mạng này. Chẳng qua là xã hội 4.0 thì mạng Facebook nó bảo là tạo ra một cái sân chơi này, thì thật ra là nó cũng có cái mặt có lợi có ích của nó, đúng không mọi người? Và quan trọng là chúng ta sử dụng như thế nào thôi, chúng ta sử dụng như thế nào, sử dụng ra sao để phục vụ cho cái lợi ích riêng của mình vậy thôi. Rồi ok, vậy ha mọi người ha, Thân Quang xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt, bye bye.